Hello, Lan xin chào cô chú anh chị em. Ngày mới được nhiều sức khỏe nha. Hôm nay Lan lên quét cái nền nè. Tại vì mấy bữa trước trời ổng mưa á, rồi chỉ có 2-3 ngày nay thì trời ổng không có mưa, rồi cái nền nó khô rồi, giờ mình lên mình quét nè. Rồi hồi nãy giờ mình quét xong cái nền rồi, giờ mình đi hái cà chua ha, cho mọi người xem cái dàn dâu mấy ngày mưa của mình đây. Đó, nó cái trái dâu cánh quạt nè, nó chín rồi nhưng mà nó chưa có mùi lắm, chưa mùi lắm đó thì mình không có hái ha, mình để cho nó mùi chút xíu nữa thì nó sẽ ngọt hơn. Đó. Đẹp chưa? Nhìn đẹp không? Nó còn dâu, đây là dâu bạch tuyết nè. Nó ra trái rồi. Đó. Rồi cái trái này nó xấu quắc luôn. Thì cái này á, hồi nhỏ thì mình ngắt bỏ đi. Nhưng mà mình không có ngắt á, mình để vậy rồi đó, nên nó xấu, thôi kệ nó đi. Cái dâu này nè, mình nói dâu này nó ngọt lắm nè, nó bị cái con chim nó cạp nó rồi nè, nó chưa có chín lắm mà bị cạp rồi. Đây, rồi cái này một hồi mình đi rửa lại cho nó ha, cái này bị phấn trắng nè. Mình đi rửa xong rồi mình xịt cái nước khử trùng cho nó, ngắt bỏ. Nếu mà trồng nhiều theo nhà vườn mà trồng mà họ bán á, là những cái đó họ ngắt bỏ. Cái dâu đây á, nó ngon thì nó ngon thiệt, nhưng mà nó rất là dễ bị nấm phấn luôn. Những trái của nó đây là nó bị hết rồi nè, đa phần thì nên ngắt nó bỏ, còn không ngắt thì mình rửa đi, mình rửa và mình khử trùng cho nó. Đây cũng có trái chín nè, cái dâu này nó ngọt. Đây là cây ớt móng chim, nó cay lắm luôn á, nó nhỏ nhưng mà nó cay lắm á. Rồi cho mọi người xem dâu của mình. Đây là xà lách, nó bữa nay nó được bên lớn này rồi đây. Dâu bên đây cái mình đi hái cà chua, mình chuẩn bị 2 chén muối ha, để một hồi mình ăn cà chua. Cái dâu ở cái ngó thì rất là đẹp nhưng mình bỏ đi, tại vì để cho nó nuôi trái, ra mua trái rồi, giờ mình cũng không có cần có nhiều nữa. Cái trái cà đây nó bị mưa nhiều quá nó nứt rồi nè, gần hết trơn. Rồi đây là dâu nè, nó dâu anh đào đẹp chưa. Mình chuẩn bị cái bàn, hồi nãy mới ginh cái bàn ra đây. Bây giờ mình đi hái cà chua ha.
cái loại cà chua vàng này là nó ngọt lắm luôn. Giờ mình chui xuống với cái vàng này luôn để mình hái cho nó dễ á. Mọi người thấy trái quá trời trái luôn nè. Wow, mình nhìn nó đỏ mọng luôn không, rất là ngon. Cái cây cà chua này hôm bữa trời mưa nó nứt nhiều lắm luôn. Nó ra trước nhất á, cho nên là nó cũng muốn tàn rồi. Rồi với lại hồi mới ra bông đợt đầu nó rụng hết trơn rồi, nó hư hết trơn. Rồi cho mọi người thăm lại cái luống dâu của mình. Đây là dâu này hái được rồi nè. Đây. Wow. Được chưa? Rồi cái trái dâu. Cho cả nhà xem. Hôm bữa ha, nó ươm ươm là nó nhỏ thôi, bữa nay nó chín rồi, nó nở rồi nè. Đây. Wow, quá đẹp luôn. Đó. Nhìn ngon không?
dâu cánh quạt. Dâu bạch tuyết nè, nó đã bông rất là nhiều luôn. Cho cả nhà xem mình tháo cái bao lưới ra. Cái trái này nó bị nấm nè, hư rồi nè. Cái này mình dục gác ha, chứ để là nó lây. Đây, trái rất to. Mình để trái ít thôi, đừng để trái nhiều. Trái càng ít thì cái trái nó to ra thôi. Để nhiều trái quá, trái nó rất là nhỏ. Rồi bây giờ mình đi rửa dâu với nho, lộn cà chua. Rửa dâu với cà chua ha. À, ở đây còn trái nữa nè. Này. À, đẹp chưa, bữa nay có trái cái bối của nó ha. Rất là to luôn. Bây giờ mình đi rửa. Mình ăn dâu trước đi. Đây cái chai dầu. Ngon lắm. Nha. Mời cả nhà, mời tất cả mọi người. Chua. Nó chín mọng như vậy nè, ăn rất là ngon luôn, nó ngọt lắm luôn. Chấm muối ớt. Ngọt. Mời cả nhà thêm một trái nữa. Ngon lắm luôn. Cái cảm giác mà mình hái tại vườn, ăn tại vườn á, nó ngon lắm. Bây giờ mình đi hái cóc cho mọi người xem cái cây cóc nha. Đây. Đây là cây cóc chính nhà mình nè. Đó. Nhìn ngon chưa? Cây nữa. Hai bốn trái cóc. Chứ ngày hôm qua nó bị rụng á. Nó rụng một trái. Nó rụng hết một trái. Mình đi lụm nó lên. Đây, cho cả nhà xem cái trái cóc rụng nè. Nó kiểu nó chín quá á, mình không có hái á. Rồi cái nó bị hư ở bên hông đây nè. Bây giờ mình gọt nó nha. Nhìn ngon chưa?
Đây là lần đầu tiên mà mình ăn cái cốc chín ở Đài Loan ha. Cái trái cốc này nè, mấy năm á mình trồng lên nó xanh xanh là mình hái trơn à, mình không có để. Mà năm nay cái mình để thấy trái nó bự á, mình để nó chín nha. Mình ăn thử cái mùi vị nó có giống Việt Nam mình không. Mời cả nhà, mời tất cả mọi người nha. Rất là ngọt luôn, ngon. Trời ơi, lâu lắm rồi mình mới ăn được cái trái cóc chín á. Ngọt, thơm lắm luôn. Qua đây mười mấy năm rồi, giờ mới ăn lại được cái trái cóc chín. Ngon quá. Mình không ngờ là cái trái cây cốc thái hả? Mà mình để chín ăn rất là ngon luôn. Dục cái hộp ở dưới cái gốc cà chua nè, mình mốt cho nó lên. Lên mình trồng nữa, rồi mình gọt thêm trái thứ hai. Cái này nó mình hái trên cây nè, mình coi thử nó có ngon không. Cái này là cốc chín cây nha, ăn cốc chín cây này nhớ nhớ quê quá. À, cốc chín cây này chỉ có về miền Tây mới có thôi, chứ còn ở Đà Lạt không có. Cái trái hôm qua nó rụng á, ăn nó mềm hơn, nước nhiều hơn. Còn cái trái trên cây á, nó giòn. Giòn, nó không có nước nhiều, mà ăn cũng vẫn ngọt, cũng thơm. Cái này muốn ăn cho nó thơm nó ngon á, mình hái trước một ngày đi, mình để qua ngày hôm sau ăn nó ngon hơn. Rồi ăn được cái mùi vị cốc chín nè, rất là nhớ quê luôn. Nhưng mà cũng đỡ cái là bên xứ Đài này mà mình cũng có cái cốc chín để mình ăn nè, rất là vui. Rồi còn nhiêu đây thì thưởng về, thưởng cho hai nhóc mình đã đi học về nó ăn ha. Rồi hôm nay Long lên chia sẻ tới đây, chúc cô chú anh chị em ngày mới vui vẻ, được nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp may. Rồi hôm nay Long tạm dừng clip ở đây, hẹn gặp lại những cái video tiếp theo ha.